luôn lấp lánh sự hạnh phúc. Đó là cảm giác nhà nè, là cảm giác là chính mình nè. Nếu nói về kỷ niệm 4 năm vừa qua thì em toàn chỉ thấy đau khổ không thôi. Có rất nhiều bất đồng trong rất nhiều thứ. Anh Vũ, trời sẽ không mưa. Cái gì chân thật nhất của em? Anh thương hay nói anh thương em? Hy vọng anh sẽ hầu hạ sánh vai bên em cả đời. Không có cái gì mà hạnh phúc hơn là tìm thấy người mình yêu và được phép lấy người mình yêu. Cảm ơn vì em đã luôn bên anh trong khoảng thời gian qua. Anh hạnh phúc khi được gọi em là con điên của anh, là vợ của anh. Yêu em. Nghe thì có vẻ nó buồn cười, nhưng mà thật sự trong những cái giây phút đầu tiên mà anh gặp em thì anh bị ấn tượng nhất là bởi cái sự ngây thơ mà nó có một chút hơi điên. Em nhớ là anh có từng nói với em là cái việc mình lấy được anh á, nó sẽ khó như việc hái sao trên trời. Và cảm xúc của em ngày hôm nay là em đã hái được sao trên trời. Phương Dung còn nhớ lần lớn lên Phương Dung mới được gặp lại Nguyên Vũ, khi mà Nguyên Vũ đang xe đạp vèo qua trước mặt Phương Dung. Nhưng mà thật sự cái tờ con đi nó là một trong những cái điều thú vị nhất mà anh thấy ở em. Bởi vì trong những giây phút đó anh thấy được cái niềm vui ở trong em, thấy được những cái gì chân thật nhất của em. Dưới cơn mưa đó, Dung nhảy một cái điều nhảy vô cùng dễ thương. Mà chính điều nhảy đó thì làm cho Vũ cảm giác rung động. Rung động. Cái thời khắc mà anh bước từ cửa ra đến cái xe mình đang chờ ảnh, mỗi bước chân đi của ảnh đều là một tiếng chân, tiếng tim mình đập thình 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 thình. Thế là mình biết là mình thích ảnh rồi. Thật sự là luôn làm cho mình cảm giác đây là nơi mà mình muốn quay về mỗi khi mà có những cái rễ dâu trong đời sống. Từ đó mình cứ tăng cái số điểm 7 đó lên thành 8, 9, rồi 10. Thì ngay khi ở con điểm 10 thì rất là nhiều éo le đó, nó lại giảm từ con điểm 10 đó xuống con điểm 3. Khi mà có những chuyện trong cuộc sống đã làm cho anh bớt đi mộng mơ, bớt đi những cái tình cảm yêu đương mà gọi là nồng cháy ngày xưa. Anh Huỳnh Khánh Nguyên Vũ, đây là chiếc nhẫn mà tụi mình cũng chạy chật lắm mới thấy được. Thì nhưng mà anh cảm ơn mọi thứ, cảm ơn mọi thứ vũ trụ này đã đưa em tới với anh. Nó cũng rất là đơn giản thì, nhưng mà nó luôn lấp lánh như thế này. Thì em hy vọng rằng tình yêu của tụi mình cũng sẽ đơn giản, nhưng mà sẽ luôn lấp lánh sự hạnh phúc. Anh sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời này. Yêu em.